Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 43,7 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng nhà dân, chuyển đổi công tác nhờ bên Nhà Tốt bán. Với căn nhà này, vị trí của nó thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Diện tích trên sổ đỏ 43,7 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Với cái căn nhà này thì nó là lô góc hai mặt thoáng, đường ngõ thực tế trước nhà được hơn 2 mét, cách với lại đường ô tô đi lại 100 mét, gần với trục đường Glassimco mọi người ạ, gần với trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Mỹ Đình. Bởi vì tính từ vị trí ngôi nhà này rất là thuận tiện cho những cái cung đường đi làm đấy. Và với căn nhà này thiết kế ra sao, với toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà đây, chủ quý vị có thể nhìn thấy là chủ nhà sơn toàn bộ màu xanh cho quý vị. Phần cửa chính nhà thì là nhà dân cũ mọi người ạ, không phải nhà của chủ đầu tư, cho nên nhà có như thế nào thì em sẽ quay review cho mọi người như vậy. Khi mà bước vào căn nhà thì đầu tiên nó là cửa, thì đầu chủ nhà thiết kế cửa chính là cửa sắt kéo này, và bên trong là một lớp cửa kính nữa mọi người ạ, cửa kính cường lực. Và tiếp theo vào căn nhà này thì đây là phần để xe mọi người nhé. Nói chung là cái công năng sử dụng thiết kế của mỗi một ngôi nhà mà bên Nhà Tốt quay review cho quý vị là khác nhau, gần như không có căn nào giống căn nào cả. Mặt tiền của căn nhà này là được 4 mét với lô góc hai mặt thoáng, cho nên căn nhà rất nhiều cửa sổ mọi người nha. Khi mà bước vào trong không gian phòng, tầng 1 thiết kế này, đây là phần để xe này, máy bơm này, phòng khách này, phòng bếp ở phía bên trong và một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Vị trí của nó ngay gần với lại hồ La Dương, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông thuận tiện. Và với cái căn nhà này thì sổ đỏ cũng sẵn sàng giao dịch theo đúng như hiện trạng quý vị dọn về ở ngay. Chủ nhà cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu như quý vị nào có nhu cầu. Kia là phần phòng khách và đây là phần phòng bếp. Đây là phần không gian phòng bếp mọi người ạ. Cũng riêng biệt khách, bếp, một phòng vệ sinh. Rồi, bếp cũng có cửa sổ thông thoáng ở đây. Đó. Nhà cũ cho nên là thôi thì có như thế nào em sẽ quay cho quý vị như vậy. Công năng sử dụng của mỗi căn nhà là khác nhau. Bếp này là có cửa riêng nha mọi người nhé. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài. Đây. Một phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 1. Và thưa quý vị, với cái căn nhà này diện tích 43,7 m², công năng sử dụng là 4 tầng thì chủ nhà thiết kế một ô giếng trời để lấy từ ánh sáng xuống từ trên tầng 4 xuống ở đây. Tất cả các tầng 1, 2, 3, 4 đều có một cái ô sáng và khoảng không gian ở đây để lấy không khí ánh sáng xuống. Rồi là tay vịn cầu thang thì thiết kế là gỗ và cầu thang đi lên thì rất là rộng. Mời quý vị theo chân nói lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem căn nhà này thiết kế sử dụng ra sao. Và đây là đường đi lên tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 thiết kế công năng sử dụng hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau. Đây chính là phần ô dính trời mọi người nha. Và phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ. Nhà này hướng là hướng đông nam. Cửa sổ thông thoáng, ánh sáng tự nhiên. Đó. Với căn nhà cũ này thì chủ nhà không thiết kế trần thạch cao mọi người ạ, chỉ thiết kế trần thường như thế này thôi. Rồi là cửa thông phòng. Quan trọng là nhà này nếu mà như nhà dân xây kiên cố chắc chắn thì về ở còn tương đối là lâu. Mẫu mã của nó thì không được hiện đại thôi. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trên tầng 2. Và đây là phần phòng ngủ phía bên trong. Đây là phần phòng ngủ ở mặt bên trong của ngôi nhà. Cửa sổ thông thoáng đầy đủ. Ống chờ, điều hòa đầy đủ. Cái mẫu mã của nó thì không hiện đại nhưng nó sẽ phù hợp với khách nào mà không thích nhà dân, không thích nhà thương mại, không thích nhà kiểu chủ đầu tư xây thì có thể tham khảo ở đây. Căn nhà dân kiên cố chắc chắn. Và mời quý vị theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 như vậy. Lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là căn nhà này có 4 phòng ngủ.
Với căn nhà này thì gần với gì ạ? Gần với lại trung tâm thương mại Aeon Hà Đông. Tính từ vị trí ngôi nhà ra tới trung tâm thương mại khoảng tầm 1 km, xung quanh đầy đủ tiện ích cũng như là gần với lại hành chính quận này, giao thông đi lại thuận tiện này. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Và phòng ngủ tiếp theo phía bên trong. Đây quý vị ạ. Quý vị cứ theo dõi cũng như là xem kỹ video từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, tầng cuối cùng của căn nhà này. Và giá bán thì em để ở dưới phần bình luận. Nhà có sao thì cũng quay review chuẩn cho quý vị là như thế. Cho nên quý vị nào cảm thấy là cái căn nhà này phù hợp về phân khúc giá, phù hợp về cái thiết kế xây dựng mẫu mã này thì liên hệ ngay với lại nhà tốt nhá. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Vâng, anh đang đứng ở phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với phần tầng 4 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, một phòng thờ, một sân phơi. Đây là phần tầng 4, phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây. Và phần còn lại sân phơi. Đây. Rộng, thoáng. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ, tuy nhiên thì nó không phải là ngõ thông. Bốn nước đây. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.